Đấy rồi, chào mừng toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh với em nhá. Tiếp tục cái video thì ngày hôm nay em có một siêu phẩm cực kỳ là gấu luôn. Đây các bác xem này. Đẩy 4 kênh nhá. Đẩy 4 kênh này. Của là top này, DX448 này. Đấy, con này 4 kênh cực kỳ siêu khủng luôn. Các bác nhìn chưa? Đẹp chưa? Đây em chưa vệ sinh nhá. Sẽ vệ sinh kèm chúng bác. Nguồn của nó cực kỳ to luôn, 19 cm cao này. Nó phải 11 12 cm này. Con này chạy 2468 tụ đồng nguồn. Đấy. Và con này nó chạy rất nhiều sò các bác nhá. 12 sò một kênh. Đấy. 12 sò một kênh. Được chưa? Con này chạy 48 sò. Cực kỳ là gấu mèo luôn, khỏe luôn. Thực sự là con đẩy nó giá rất là tốt trong ngày hôm nay nhá. Con này bao các bác đánh hai đôi full đơn 40 thoải mái luôn nhá. Hai đôi full đơn 40 thoải mái, mỗi một kênh các bác đánh một chiếc thoải mái giúp em. 12 sò một bên, nó tương đương rơm vào 600 bát một kênh. Được chưa? Thực sự là rất ok, 500 đến 600 bát một kênh. Đấy, 12 sò một bên này. Đẹp chưa? Bao zin nhá. Bao zin con đẩy này. Và ngày hôm nay con đẩy này bên em báo giá tốt cho các bác này. Giá 4.800.000 con đẩy này bên em bao ship nhá. 4.800.000 con đẩy này. Các bác bao có đánh hai đôi full 30 thì thoải mái không xuất rồi. Hoặc hai đôi full 40 côn 76 nhá. Bởi vì nó là 12 sò một kênh, nó rất là khỏe. Hàng này hàng rất là chất lượng luôn, chạy 2468 tụ đồng nguồn. Nguồn của nó thì cực kỳ to. Đây nguồn một bảo vệ riêng này, rất sâu nhá, tầm 11 12 cm. Đây cho các bác xem đằng sau nhá. Đây. Đằng sau của nó thì hai quạt gió này, 1 2 3 4 kênh này, tín hiệu input và output bằng jack Calong này. Chế độ đánh Sitte này, Loma này, được chưa? Parallel này và Bride này. Các bác có thể đánh chập cầu rất ok nhá. Chập cầu có nghĩa là ví dụ các bác đánh bây giờ chập cầu nó rơi vào góc độ nếu mà đánh chập cầu nó rơi vào tầm 1000 watt một kênh. Ok chưa? Thực sự có đẩy cực kỳ là xịn sò luôn. Một con duy nhất nhá, rất đẹp luôn. Quá nhiều sò. Mạch em bao zin nhá. Bảo hành 5 tháng này, 4.800.000 em bao ship, bác nào chốt đặt cọc em 200.000 con đẩy này nhá. Đặt cọc em 200.000 con đẩy này, 4.800.000 các bác nào chốt nhanh, thực sự có một con đẩy này nó quá là hiếm. Quá là hiếm, một con đẩy 4 kênh như này. Hàng siêu khủng luôn nhá. Các bác chốt nhắn tin qua số điện thoại của em nhá. 0352910999. Và các bác đừng quên đang xem video thì ủng hộ cho em xin một like nhá và đăng ký kênh giúp đỡ phía dưới giúp em. Ok, chào tất cả các bác.